Đây rồi qua ơi, đóng rồi. Đây rồi qua ơi, đóng rồi. Ôi. Đây rồi anh em ơi. Úi giời ơi. Úi, ha to anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Úi giời ơi. Úi, ha to anh em ơi. Hello và xin chào lắm cho anh em quay trở lại với Phương Thảo Fishing nhé. Hôm nay dẫn anh em đi một vị trí câu rất là đẹp, toàn bèo lọ bèo luôn. Hôm nọ bọn em đi soi cá thì thấy đây nó nhiều cá quá. Ở đây chủ cứ trời mưa bắt đầu là cá nên đồng rất nhiều. Đó. Bây giờ là em đi đến cái đoạn địa điểm ở trong kia đánh ổ anh em ạ. Vừa thấy ở đấy nó ngay gần cái cống nước lao vào đấy. Ổ gió to quá anh em ạ. Đây. Bây giờ sẽ đi một cái địa bờ ở trong kia anh em, gần cái cống lao vào thì trong đó ôi gần cái nạch nó từ ngoài mương vào nên cá nó bơi trong đấy rất nhiều luôn, nhìn thấy phê hết cả mắt mũi. Bây giờ vào cái địa bờ giờ góc kia anh em, bây giờ vào địa bờ đấy ngồi, trong đó nó sạch hơn ngoài này, ngoài này thì không ngồi rồi. Bây giờ em đi vào đây định kiếm một chỗ ngồi chỗ này cho nó thoáng đãng giật giật cho nó phê nhưng mà không ngồi được, toàn nước. Rồi bây giờ vào trong kia anh em nhé. Anh em nhìn này, bèo mùa này thì hầu như là đa phần là bèo con là chính, đây nước nó xuống. Bèo con là chính, những bèo trên nó cháy hết lá, đông mà. Cháy hết lá này. Đây, đấy chính là cái nguyên nhân hôm nọ em ra đây tôi có nhiều cá quá này. Hôm nọ mấy anh em quê chỗ này mò được bao nhiêu cá chép nhỉ? Mưa nhá, bao nhiêu mưa bắt đầu ở trong kia nó tràn nước qua đây xong rồi đến lúc nó rút thì nó lại đọng ở cái rãnh này. Đấy, mới hôm qua hôm kia. Hôm kia bọn em mới ra đây mò xong tàn hoang hết rồi. Đấy được gần chục con cá chép biển, hôm đấy mưa to anh em. Được trận mưa rào đấy, mưa rào to nên là bắt đầu nó mới tràn trên này cá nhiều dã man luôn. Ôi trời ơi, mũ bảo hiểm quên hôm nọ vẫn còn vứt đây này. Đau đầu ấy. Nhặt nó về đó. Hôm nọ ấy xong rồi quên vẫn vứt mũ bảo hiểm đây. Ê chết dở ơi. Kinh mương rộng bạt ngàn lại đâm xong đây, cứ mỗi lần nước lên thì cá nó chúc đây nhiều lắm anh em ạ. Bây giờ còn đang đợi hai anh em đang ở dưới nhà lên nữa cơ, còn hai ông nữa đi câu cùng các bạn. Tiết trời này dễ chịu lắm ạ, trời đá tí này tầm tầm tí hạt mưa phùn này, câu cá này nó mới sướng. Lại mang cả áo khoác đi mà sợ tí lạnh anh em ạ, anh hoạt động tí là ấm ấm tí lại lạnh. Cây này anh em cầm thấy cực kỳ nó nhẹ luôn, cây nó cứng mà nhẹ, đột 3 ly mà nhẹ quá, thẳng tưng luôn. Để cho anh em xem ngọn nhé. Cho các bác xem ngọn này, ngọn 3 ly đã man chưa. Đỉnh nó đạp này. Này đánh phề cứng, cho vào đánh lục những cây cần cứng thì đánh rất là sướng. Khỏe. Thời tiết nãy đó thì mưa phùn. Kiểu cái này nó lỗ to đấy anh em ạ. Bẻo mọc kín mít. Anh em sau đi mua thì các bác nên chế nó là cái móc ba chia đấy các bạn, thì dùng nó ngon hơn. Cái niềm nó sắc lắm, em phải bọc cả băng dính vào rồi nhưng mà nó vẫn còn rách bèo, kéo nó không lên. Nay có cái kia mà quên mất cầm đi. Bèo nó cứ đứt đi, không lên. Có cái ba chia kéo vào phát lên cả cụm luôn. Nó lại trôi vào. Không sao, đánh này em đánh cần cứng nha, đánh ổ bé không cần to lắm. Đánh siêu cường 10 hát ngọn 3 ly anh em ạ. Nhưng cũng không cần phải lỗ to lắm, cây này nó bo khỏe thể nhấc cá luôn được. Tránh mất cá. Nè, chưa lỗ bé luôn. Wow, này em chế quả pháo quá này, chế lụ đẹp chưa? Cắm hai nụ anh em nhé, em cắm hai nụ luôn, nhìn chung rất là phê. Mồi ủ chua lên anh em này, chơi cả tảng luôn. Giờ vẫn chưa ra đồ nhưng mà em xào ổ trước. Xào trước cho cá nó vào, mình nhìn tím ra đồ nó vừa tầm. Đó. Cá vào là vừa tầm. Rồi, 3 cục nó hợp lý đấy. Thank you.
tẩy loại. Một phát ăn ngay anh em ơi. Hàng đây chứ hàng đâu. Này sao đồ phi, đồ phi rồi. À sao mắc bèo. Mắc mới đẻo ấy. Còn không. Cái này dù dù chắc anh em ạ. Cái này cái này nó mất rồi. Mất lưỡi. Đóng đây chạy mất nhỉ. Mất cá rồi sao? Ê mày đầu đầu. Mất mất cá. Ê đèn thế. Con này số nó hên anh em. Nó quả bẹt nhen đấy. Đây anh em ạ, nó rụng phát, nó rụng hổ bèo mất luôn. Số hên thế này. Trông chờ mãi là con ấy, mất. Đó một nơi tống bùn. Rồi. Cố dây ngắn lại đánh cho nó bò nó nhanh, vừa dây dài quá. Cá thật độc hụt. Dây dài giật cái cá nó đấy, nó chạy ấy mà. Nó chạy đầm thắng không kìa. Có dây ngắn tí rồi đạt. Đẩy rồi quá ơi, đóng rồi. Đẩy rồi quá ơi, đóng rồi. Ôi, đóng rồi. Phải phê cho anh em ơi. Một phát ăn ngay. Đẹp chưa, đẹp chưa? Wow. À, anh em nhìn này. Đồ phi, đồ phi, đồ phi. Ôi, giời, đồ phi cụ nha. Rồi, to này, to, to. Đấy, anh em nhìn chưa? Cần cứng, cần cứng. Mày cậu luôn. Sướng sướng. Rồi có phi to rồi. Rồi con nó mắc nó mất rồi.
Bóng sâu quá anh em ạ. Vâng, cho dây ngắn lại em ạ. Kéo dây rồi. Đù với bọn này cứ phải kéo lại. Nắm đảo quá. Vẫn còn, cái này ạ. Chưa ra lại. Đánh lỗ hơi nhỏ anh em ạ. Rồi ok. Lỗ hơi nhỏ. Cẩu luôn nhá. Lấy luôn. Bự chưa nhằm chục cương là phải cẩu. Bự nhờ anh em ơi. Ui, phê chưa anh em ơi. Rồi. Trắng bốp, để một gỡ này ra. Gỡ cẩn thận. Siêu cường là phải cẩu luôn đấy, cấm các sợi thịt trắng nhau. Dậy lại mất bây giờ anh em nhìn thịt trắng nhá. Cho luôn túi các bác nhá, phê chưa, cẩu lên luôn, con này chắc hơn cân rồi. Làm yên thật đầy mất ngon luôn. Bọn này nó đóng mất lỗ này anh em này. Bèo nó dày quá. Chứ giờ mình gãy cái đống bèo ra. Còn nữa chìm. Gạt lùi lùi. Ui rồi, trô phi. Đây rồi nha mọi người. Ui rồi, trô phi. Hàng xịn. Quá già. To. Còn là bự luôn, em cẩu luôn các bác ạ. Lên. Bao à. Được con thứ hai anh em này, to chưa? Cẩu phát mách nó mở luôn. Quá nhìn nó vĩ đại không? Này gió hơi to, tiếng nó hơi ồn anh em thông cảm nhé. Gỡ đầu các bác nhé. Ui. Đấy, được con nữa. Phê quá các bác ạ. Đây rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Úi, hàng to anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Úi, hàng to anh em ơi. Úi dồi, các bác thấy con này nó vừa mím phát chân luôn. Hàng to. Úi dồi, phi to. À được rồi. Anh em thấy giật quả không? Nó vừa mím phát em giật phát chân luôn. Cậu mày mày em này. Siêu cường của anh chứ mà. Chắc định. Hàng to luôn anh em ạ. Phê. Lên. À, em đang vẫn thả chung luôn. Quả này tí về quay anh em xem cái quả phao này, công nhận là giật quen tín hiệu nó nhanh luôn thật các bác ạ. Vừa mím phát em giật rất dính luôn. To con này to đấy anh em ạ. Phê chưa. Ý giời. Móng rồng cao mày làm sao được. À, bàn tay. Ô bàn tay. À, cho. Gỡ ra anh em ạ nhé. À, anh em ơi, bàn tay to hơn bàn tay tí, phệ quá. Các bạn thấy em quả tín hiệu có nhanh không? Nhào phát trên luôn. À,
quả le không cục. Nói thật các bạn, quả le phải nói là tay nhanh hơn não anh em ạ. Tay nhanh hơn não đấy, nó hơi mím phát em trần luôn, trên luôn. Quả nó thật sự mấy anh em mà nói là tay nhanh hơn lão, mím phát giật luôn, dính đều ấy. Cứ tưởng là quả nó hụt đấy, bèo trôi quá.